Đó. Thay vì những người thu mua ve chai phải giao khẳng cả cổ thì mới có người bán hàng để cho mình mua. Thế nhưng mà nay thì công việc đấy đã giảm nhẹ đi rất nhiều và rất là đơn giản thông qua cái ứng dụng có tên là VK như thế này. Thì ở đây cái ứng dụng này thì sẽ kết nối người bán và người mua, và những người thu mua ve chai thì sẽ có cơ hội được nhận thêm nhiều đơn hàng hơn mỗi ngày thông qua ứng dụng này. Chị Ánh làm nghề thu mua ve chai được 10 năm. Nửa tháng trở lại đây, công việc của chị có phần nhẹ nhàng hơn nhờ sự hỗ trợ của ứng dụng VK. Giúp rất nhiều cho mình, tại vì giống như mấy lần kia là mình đi mua hẻm nọ qua hẻm kia, nhưng mà giờ có cái app này thì mình có địa chỉ rồi thì mình chỉ tới đó mình mua thôi. Có nhiều mối hơn, nhiều hơn, đổ thu nhập nhiều tiền hơn so với hồi trước kia. Ngoài ra, ứng dụng này còn hỗ trợ cho các vựa ve chai nhỏ trong nội thành thay dần việc ghi chép thủ công. Chỉ cần thông qua ứng dụng, họ cập nhật tổng đơn, nguồn nguyên liệu, tổng phí đã mua một cách dễ dàng. Ứng dụng này mình cảm thấy là rất là tiện lợi. Mình xài ứng dụng này mình cảm nhận nó như là một Grab thứ hai. Là sao? Kết nối ba bên này là người có nhu cầu bán hàng ve chai ra, người có nhu cầu mua, và mình là người là tổng hợp lại, giao hòa lại với người bán và người mua, thì mình thu gom lại, thì khi thế thì mình sẽ đạt được cái doanh số nó lớn hơn. Theo đại diện của ứng dụng này, giá phế liệu sẽ được tổng hợp và điều chỉnh dựa theo giá thu mua của vựa và theo khu vực. Giá hiển thị trên ứng dụng do thị trường chi phối, cập nhật theo ngày, chứ không phải do công ty tự đặt ra. Nếu mà phân loại rác mà được làm tốt thì nó giảm thiểu cái áp lực cho cái việc xử lý rác, tại giảm thiểu ra môi trường nữa, mà nó lại mang những cái hiệu quả kinh tế thiết thực. Sau 2 tuần thử nghiệm, chỉ riêng quận Phú Nhuận, ứng dụng này đã có hơn 10.000 lượt tải. Những người sáng lập ứng dụng VK hy vọng ứng dụng này sẽ phần nào giúp xử lý nguyên liệu thải, giảm thiểu tác động tới môi trường và tái chế chúng thành nguyên liệu sản xuất.